Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào là đơn vị tổ chức hội nghị thường niên y học bào thai Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn DU Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Đinh Thúy Linh. Tiến sĩ bác sĩ Đinh Thúy Linh hiện là giám đốc trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Là tiến sĩ chuyên ngành sản phụ khoa trường Đại học Y Hà Nội, tiến sĩ Đinh Thúy Linh còn là thành viên ban cố vấn hiệp hội siêu âm quốc tế ISUOG khu vực châu Á và là giảng viên bộ môn sản phụ khoa trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, tiến sĩ Đinh Thúy Linh cũng tham gia và đóng góp nhiều bài báo cáo tại các hội nghị y học bào thai quốc tế, hội nghị y học bào thai châu Á Thái Bình Dương, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước. Tại hội nghị lần này, tiến sĩ bác sĩ Đinh Thúy Linh sẽ chia sẻ kiến thức về chủ đề kết quả chẩn đoán trước sinh bệnh lý tim bẩm sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.